chiếc Toyota Fortuner sở hữu nhà vệ sinh di động kỳ lạ. Mới đây, YouTuber có tên Refugee Velox đã đăng tải video về một chiếc Toyota Fortuner được trang bị nhà vệ sinh di động ngay trong nội thất và thu hút được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Khu vực toilet được đặt ở vị trí hàng ghế thứ 3 với một bên ghế bị loại bỏ. Bên còn lại được giữ nguyên, bồn cầu đặt riêng được thiết kế bởi Osset Automobiles, một công ty Ấn Độ chuyên về motorhome. Xưởng độ đã lắp thêm vách ngăn và cửa để tách biệt nhà vệ sinh với cabin của chiếc Toyota Fortuner. Buồng vệ sinh này có diện tích khá nhỏ, chỉ vừa đủ chứa một người và phải hơi hạ thấp người để không va vào trần xe. Bên trong toilet giả chiến này có một bồn vệ sinh và cả vòi xịt để cung cấp nước cho toilet, một bồn nước chuyên dụng cho các mẫu nhà di động được lắp dưới sàn xe Fortuner. Để bước vào nhà vệ sinh này, hành khách cần gặp hàng ghế giữa và bước vào trong, tương tự việc ra vào hàng ghế thứ 3. Refugee Velox cho biết nhà vệ sinh di động trên chiếc Fortuner có thể được sử dụng ngay cả khi xe đang di chuyển. Mặc dù anh ta không khuyến khích việc này vì mọi thứ có thể trở nên xấu đi trong trường hợp xe phanh gấp. Một điều thú vị là chiếc xe vẫn được trang bị dây đai an toàn bên cạnh bệ ngồi trong nhà vệ sinh. Chi phí thực hiện việc độ thêm nhà vệ sinh cho Toyota Fortuner không được chủ kênh YouTube tiết lộ. Theo báo cáo của các top, việc trang bị nhà vệ sinh trên ô tô đang diễn ra phổ biến ở Ấn Độ sau đại dịch Covid-19, đặc biệt là đối với những người có ý định đi du lịch đường dài. Giải pháp này khá hữu dụng đối với các tài xế taxi, những người gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhà vệ sinh sạch sẽ và an toàn khi đang di chuyển.